Hello mọi người, cho mọi người xem mấy cái cây dâu tây con của mình nó lên này. À, đấy, đây này, nhưng mà thấy nó hơi còi cọc. Đây cho mọi người xem cái nước hắc ám này, tỏi, ớt, gừng, đây là gì, thuốc lá, nha ram, mà nó khủng khiếp này. Hôm nay mấy con ở bên dưới đất không chết vì sâu thì sẽ chết vì say rượu, say thuốc lá. Để đổ cho mọi người xem cái này nhé, xem những cái con nhỏ nhỏ ấy nó chui lên đây mới là đổ nước nhé, chứ đổ gì đâu, nước à, nhiều lắm. Đấy, nó nhảy tinh tách này. Đấy, một con lên bờ, hai con lên bờ, ba con lên bờ, bốn con. Đấy, ui nó nhảy đây này, ui trời, ui nó nhảy giỏi thế nhỉ. Đây này, cho mọi người xem nó nhảy. Đây là cái thau nước bên ngoài của mình đấy nhá. Đấy, đây này. Đây, mọi người thấy nó bò chưa? Kinh khủng, nhiều lắm. Đây này. Rơi hết rồi, mày chết. Cái chậu này sau khi mình diệt những cái chậu to này, nó nhảy hết sang những cái chậu con này, nhảy hết vào cái chậu này. Và rõ ràng là đã để cách ly nhau một đoạn rất xa. Cái chậu này nó có cây con nên là mình không dám cho cái nước đi vào đấy. Đây, giờ hễ con nào ra là mình sẽ dìm nó xuống nước. Chứ tưới nước cho cái này nó bò lên trông thật đáng sợ. Đây, không nhất thì bét rồi. Đấy, rồi, mọi người nhìn này, đấy, nó bò này đó. Đấy, nhiều lắm, kinh dị lắm. Đây, cho mọi người xem con to này. Đấy, nhiều, diệt mãi không hết. Cây thì càng ngày càng tàn tạ, không biết là có thọ con ở mùa hè này không, chứ bắt đầu mình nản này. Nản. Đây, nó bỏ ra ngoài. Kinh dị lắm. Ôi, cho một ít rồi này. Kinh dị. Thì mà chả thấy nó chỉ bò ra nước mà nó chỉ chết luôn đấy. Đấy. Không biết là nó đã nhảy tanh tách đi đâu hết rồi. Đã có vài con chết đuối. Vẫn còn rất nhiều con nhé, diệt không hết được đấy. Mỗi lần đổ thêm nước là nó lại ra đây, nó lại nhảy từ cái chậu này xuống cái chậu này, kinh khủng lắm. Bên là mấy cây dâu này có chịu nổi không? Bên dưới này, cái chậu này của mình có cả run,
Thôi thì hy sinh đời bố củng cố đời con, mới là Jun nó có sống nổi không nữa. Nhiều lắm. Sợ lắm mà giả thế nó chết rồi. Cái rau má của mình bị nó ở đây nó hút dinh dưỡng này, không lên được với nó. Đấy, những con này này hút kinh khủng lắm. Đây là mình mới chỉ giết nó bằng nước thôi nhá, về là nó có cây dâu tay con thôi mà không dám mạnh tay. Rồi cho chỗ này ra đi. Đấy, cho chỗ này ra. Rồi, tạm để lại đây cho mọi người xem mấy cái cây mà lần trước mình làm nhé. Thật ra nó so mấy cái lần trước ấy nó đỡ hơn thôi, chứ nó vẫn sống. Chung quy lại vẫn phải tiếp tục làm. Đây, mọi người xem đây, cái lá nó mới lên một tuần đây, lá mới đã xanh nhưng mà vẫn còn như này. Trong khi mà cái lá mà lần trước lúc mà mình làm thì nó đen như thế này. Đấy, đây mọi người xem này, tưởng hết hoa. Đây, Hà Nội vừa mưa nhé, tưởng hết hoa lại lên hoa, hoa nó cũng đen. Đây, xoắn quẩy bên dưới này, cuối mùa chăm sóc nó mãi nó chán rồi. Đấy, cái cây này lên như vậy là đỡ hơn ấy, nhưng mà chưa ăn thua. Chứng tỏ là trong này chưa diệt được hết cái chậu này. Này lần trước mình không dám diệt mấy này, vì là thôi mình đổi chậu nó nhiều phân bón. Cái chậu này thì hơi bị buồn. Đây chậu này lại con lá công năng này nhá, mà lá lại đen xì 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 đèn đèn, lá non nó thế này. Đấy, bây giờ mình sẽ diệt nó lại lần giờ quay cho mọi người khó làm lắm. Đây nhá, nước của mình đây nhá. Nào, mình tuần sau mình lại cập nhật cho mọi người xem nó sống dở chết dở đến đâu rồi. Chứ thật là đến giờ phút này nản lắm rồi. Ai xem còn cách nào mách mình nốt mình làm tiếp. Đấy, chào mọi người nha. Bây giờ mình đi mình diệt nốt mấy cái chậu này. Đây, cuối mùa vẫn còn hoa. Hoa. Đấy nha.